Để nhanh tốc độ tập luyện của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, huấn luyện viên Philip Jassier đã rút ngắn đáng kể về thời lượng trong buổi tập chiều mùng 8 tháng 6. Bù lại, nhà cầm quân người Pháp yêu cầu các học trò phải đẩy nhanh tốc độ xử lý bóng cũng như tăng cường khả năng kiểm soát bóng thông qua di chuyển và phối hợp, tích chạm. Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, mặc dù con số của hai đội tuyển lên tới gần 50 cầu thủ và tập luyện trên cùng một sân, nhưng điều này cũng không gây khó khăn đối với huấn luyện viên Philip Jassier trong triển khai giáo án cũng như tổ chức, sắp xếp buổi tập. Với sự hỗ trợ của đội ngũ các trợ lý và dựa trên kinh nghiệm dạng dày dẫn dắt nhiều đội tuyển quốc gia khác nhau, huấn luyện viên Philip Jassier hoàn toàn làm chủ mọi diễn biến trên sân tập. Khi bước vào sân tập, chiến lược gia 68 tuổi đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với sự thoải mái và vui vẻ mà ông tạo trong mối quan hệ ngoài sân cỏ. Với các học trò, khi đã bắt tay vào công việc, ông luôn duy trì sự tập trung cao độ, đồng thời thể hiện sự nghiêm khắc, tỉ mỉ, chính chu và khoa học trong cách vận hành buổi tập. Nhờ tinh thần và thái độ làm việc chuyên nghiệp, huấn luyện viên Philip Jassier đã tạo ra sức thu hút lớn đối với các cầu thủ, buộc họ phải nỗ lực hơn để theo kịp guồng quay cũng như tuyệt đối không được phép có sự sao nhãng. Ở buổi tập chiều qua, thời tiết không ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Philip Jassier khi đổ mưa khá nặng hạt. Tuy vậy, toàn đội vẫn đốt trọn giáo án và cố gắng nắm bắt thật nhanh ý tưởng chiến thuật của tân huấn luyện viên trưởng. Chỉ còn 4 ngày nữa giai đoạn huấn luyện đầu tiên với sự kết hợp lực lượng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ khép lại. Dự kiến đến ngày 13 tháng 6, huấn luyện viên Philip Jassier sẽ thực hiện tách nhóm và lựa chọn đội hình cho trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc diễn ra ngày 15 tháng 6 trên sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng. Liên quan đến trận đấu này, ban tổ chức cũng đã chính thức thông báo kế hoạch phát hành vé phục vụ người hâm mộ. Theo đó, vé gồm 3 mệnh giá 50.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng sẽ được bán online thông qua ứng dụng VPNBay và Vietinbank eBay, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 10 tháng 6 tới. Tuyển Việt Nam làm quen đấu pháp mới. Triết lý bóng đá của huấn luyện viên Philip Jassier là kiểm soát bóng, chủ động tấn công, hoàn toàn trái ngược với đấu pháp phòng ngự, phản công mà tuyển Việt Nam vận hành dưới thời ông Park Hang-seo. Vì vậy, trong đợt rèn quân dịp FIFA đây lần này, nhà cầm quân người Pháp đã triệu tập đến 17 tiền vệ và tiền đạo với mục đích xây dựng lối chơi mới cho tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Philip Jassier đang chọn lọc những nhân tố phù hợp nhằm tạo dựng một lối chơi mới theo triết lý của ông. Thi đấu thiên về tấn công sẽ là phong cách mới của đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm vé tham dự đấu trường FIFA World Cup 2026. Ngoài những trụ cột của đội tuyển thời gian gần đây, trong danh sách triệu tập lần này có gần phân nửa số cầu thủ chưa từng hoặc không nhiều lần được khoác áo tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Jassier muốn tạo nên sự cạnh tranh sòng phẳng, công bằng đối với cầu thủ và cơ hội đang mở ra nếu các tân binh biết thích nghi với cách chơi mới của toàn đội. Trên lý thuyết, huấn luyện viên Jassier sẽ thay đổi triết lý nhưng sơ đồ cơ bản của tuyển Việt Nam vẫn là 3-4-3. Vì vậy, để cạnh tranh suốt chính thức thì ngoài nền tảng thể lực và kỹ thuật cá nhân tốt, cầu thủ cũng cần bảo đảm khả năng chủ động tấn công, đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện. Tận dụng khoảng thời gian các cầu thủ đang đạt điểm chơi phong độ khi thi đấu ở câu lạc bộ, những ngày qua, huấn luyện viên Jassier đã dành trọn thời lượng buổi tập cho việc rèn luyện đấu pháp chiến thuật. Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vừa trở về từ Pháp nhưng đã nhanh chóng bắt nhịp với các đồng đội. Công Phượng và Văn Toàn đang thi đấu ở nước ngoài nên sẽ hội quân muộn hơn. Dự kiến, huấn luyện viên Jassier sẽ có đầy đủ lực lượng vào ngày 12 tháng 6. Huấn luyện viên Jassier đang muốn thể hiện cách rèn quân mà ông từng áp dụng thành công khi làm việc tại Nhật Bản, hòa trộn lứa U23 và tuyển quốc gia để chọn lọc ra đội hình ưu tú nhất cho tuyển Việt Nam. Đây cũng là cách để bóng đá Việt Nam sản sinh lớp kế thừa, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lâu dài. Thầy trò ông Jassier đang xây dựng lực lượng để chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu quốc tế dịp FIFA đây. Lần lượt tiếp đón đội tuyển Hồng Kông, Trung Quốc ngày 15 tháng 6 và Syria ngày 20 tháng 6. Sau đó, dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm hai trận giao hữu quốc tế tại các đợt FIFA đây, gồm trận so tài với tuyển Palestine vào tháng 9 và gặp một quân xanh vào tháng 10 năm 2023. Thầy Jassier và niềm tin vào tân binh. Có đến 14 cầu thủ lần đầu lên đội tuyển quốc gia trong số 33 cái tên do huấn luyện viên Philip Jassier tự tay chọn lựa. Nếu như đội tuyển U23 Việt Nam gồm nhiều cầu thủ mà ông thầy người Pháp từng huấn luyện khi còn làm ở trung tâm PVF và vừa tham dự SEA Games 32 thì ở đội, tuyển quốc gia có nhiều gương mặt mới hoặc tái xuất do không thể tìm chỗ đứng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo huấn luyện viên Jassier thì tất cả tuyển thủ sẽ cạnh tranh một cách rất công bằng để khẳng định mình, bất kể là người cũ chưa có phong độ tốt hay những cầu thủ mới lần đầu lên tuyển. Trong số này, Hải Huy, Smith, D'Adriano, Trung Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Bùi Tiến Dũng, Nhâm Mạnh Dũng hay Xuân Mạnh trở lại sau chấn thương. Họ từng ăn cơm tuyển mà rất ít hoặc không được trọng dụng và mang cảm nhận quen thuộc là lên tuyển cho đủ quân số cần thiết để chia đội hình luyện tập. Còn khi vào các giải đấu chính thức lọc cầu thủ đăng ký thì không có chỗ. Giải pháp cho gọi quân lên tuyển rất nhiều nhưng không sử dụng bao nhiêu của huấn luyện viên Park Hang-seo trước đây vẫn làm, như để chiều chuộng dư luận hơn là mạnh dạn cho thử nghiệm. Nhóm tân binh đúng nghĩa mùa này góp mặt do chính huấn luyện viên Jassier chọn lựa gồm hai thủ môn Minh Toàn, B, Bình Dương, Đình Triệu, Hải Phòng bên cạnh hai đàn anh kỳ cựu Văn Lâm và Nguyên Mạnh. Phong độ của các đồng nghiệp khác ở V-League cũng thuyết phục ông thầy người Pháp còn là Lâm Tý Phong, Thành Long, Thanh Hóa,
Tiến Anh Việt Theo, Bùi Văn Đức, Hà Tĩnh, Đinh Thanh Bình, Hà Gia Lai. 14 tuyển thủ quốc gia tái xuất hoặc mới toanh là niềm tin của tân huấn luyện viên Chelsea, đồng thời sẽ tạo ra một cuộc tranh chấp lành mạnh để hình thành diện mạo đội tuyển mới sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của lối chơi mới. Đấy là chưa kể 24 cầu thủ dưới 23 tuổi luyện tập chung giáo án với các đàn anh có thể gây đột biến và tạo sự tươi trẻ hơn không chỉ ở hai trận giao hữu vào giữa tháng 6 mà còn cho hành trình World Cup 2026. Tiền tiền vệ Quang Hải đã hội quân cùng đội tuyển quốc gia sau khi thanh lý sớm 1 năm hợp đồng với câu lạc bộ Bao. Các cầu thủ của Viettel và SL Nghệ An sau trận đấu muộn vòng 11 V-League cũng đã lên tuyển. Huấn luyện viên Chelsea chỉ còn chờ hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Công Phượng từ Nhật Bản về nước ngày 10 tháng 6 và Văn Toàn từ Hàn Quốc về nước ngày 12 tháng 6. Nhà vô địch AFF cấp dính chấn thương, huấn luyện viên Chelsea sẽ trao nhiệm vụ quan trọng cho hai ngôi sao U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Chelsea đã không triệu tập bổ sung cầu thủ nào sau khi phải chia tay hậu vệ Nguyễn Phong Hồng duy vì chấn thương. Ngay trong ngày tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Chelsea đã phải đón tin không vui về trường hợp của Nguyễn Phong Hồng duy. Thời gian bình phục chấn thương của nhà vô địch AFF Cup 2018 dự kiến lên đến 2 tuần. Chính vì thế, huấn luyện viên Chelsea đã cho phép cậu học trò trở lại câu lạc bộ Nam Định để điều trị. Trong danh sách hiện tại của đội tuyển Việt Nam chỉ còn một cái tên thường xuyên thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái là Đoàn Văn Hậu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chelsea vẫn quyết định không gọi bổ sung cầu thủ nào. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, nhà cầm quân người Pháp đang sẵn sàng trao cơ hội cho hai tài năng trẻ thuộc danh sách U23 Việt Nam là Phan Tuấn Tài và Võ Minh Trọng. Tại SEA Games 32, Phan Tuấn Tài thường thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái. Dù vậy, sở trường của cầu thủ 22 tuổi vẫn là hậu vệ cánh trái. Đây cũng là vị trí mà huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh dành cho Phan Tuấn Tài ở câu lạc bộ Viettel. Sau 11 vòng đấu V-League 2023, Tuấn Tài đã ra sân tổng cộng 945 phút. Số phút thi đấu của anh chỉ kém thủ môn Văn Phong cùng hai tuyển thủ kỳ cựu là Hoàng Đức và Thanh Bình. Điểm mạnh của Tuấn Tài là những tình huống phối hợp tấn công và tạt bóng đầy hiểm hóc hướng vào vòng cấm địa. Khi thi đấu trung vệ lệch trái, cầu thủ người Đắk Lắk ít khi được dâng cao mà phải tập trung vào khâu phòng ngự nhiều hơn. Nếu được trở lại với hành lang trái, Tuấn Tài sẽ có nhiều đất diễn hơn và có thể trở thành vũ khí sắc bén của đội tuyển Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Tuấn Tài từng thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong một trận đấu giao hữu. Song mọi thứ sẽ khác nhiều nếu như anh được ra sân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chelsea. Trường hợp của Võ Minh Trọng cũng rất đáng được chờ đợi. Minh Trọng là cầu thủ hiếm hoi trong đợt tập trung lần này không chơi bóng tại V-League hay giải hạng nhất. Nhưng màn trình diễn của Minh Trọng tại SEA Games 32 đã cho thấy những tiềm năng lớn. Xuyên suốt giải đấu, hậu vệ người Cần Thơ đã khẳng định được vị trí bên hành lang trái U23 Việt Nam và có hàng loạt đường kiến tạo thành bàn. Trận tranh hạng 3 với U23 Myanmar là một ví dụ tiêu biểu. Minh Trọng có hai tình huống kiến tạo cho đồng đội lập công. Đầu tiên là đường chuyền đổi cánh tạo điều kiện để Hồ Văn Cường thoải mái sút tung lưới. Và bóng, còn lại Minh Trọng đi bóng xuống đáy biên và trả ngược lại cho Quốc Văn Khang dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0. Trong màu áo Đồng Tháp, Minh Trọng cũng đã góp công vào một bàn thắng giúp đội nhà đánh bại Vĩnh Long với tỷ số 2-0 ở trận ra quân. Mùa giải 2023, giải hạng thì tất nhiên khó có thể so sánh với hạng nhất hay V-League về đẳng cấp. Nhưng trong bối cảnh nhiều đồng đội U23 phải chờ đợi cơ hội từ băng ghế dự bị, việc được thi đấu thường xuyên chính là một lợi thế đối với Minh Trọng. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 6. Ngày 14 tháng 6, Việt Nam vs câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ngày 15 tháng 6, Việt Nam vs Hồng Kông, Trung Quốc. Ngày 17 tháng 6, Việt Nam vs câu lạc bộ Hải Phòng. Ngày 20 tháng 6, Việt Nam vs Syria. Trọng tài Việt Nam lần đầu thực hành VAR. Ngày 8 tháng 6, tổ trọng tài đầu tiên của Việt Nam đã thực hành công nghệ VAR dựa vào các tình huống thực tế trên sân. Sáng 8 tháng 6, buổi vận hành thực tế công nghệ và cho các trọng tài được VPF, VFF tổ chức với sự giám sát của đại diện FIFA. Tổ trọng tài đầu tiên của Việt Nam được thực hành công nghệ và là trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà, hai trợ lý là các ông Phạm Hoài Tâm và ông Nguyễn Trung Hậu. Trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Trung Kiên. Hỗ trợ và điều hành buổi thực tế là cựu trọng tài Võ Minh Trí, ủy viên ban trọng tài VFF và cựu cờ vàng Phạm Mạnh Long. Các thành viên của FIFA trực tiếp giám sát hoạt động ngoài sân và trong xe VAR. 18 trọng tài Việt Nam tham gia tập huấn được chia làm 4 tổ vận hành. Các cầu thủ U17 Hà Nội FC được chọn làm quân xanh để mô phỏng tình huống thực tế. Ông Võ Minh Trí là người điều hành các cầu thủ trẻ thực hiện tình huống sao cho đúng yêu cầu. Ở tổ vận hành đầu tiên, các cầu thủ của U17 Hà Nội FC gặp khá nhiều khó khăn và nhiều thời điểm chưa thích nghi được với yêu cầu. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà không gặp nhiều khó khăn để ra quyết định liên quan đến các tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, tình huống để bóng chạm tay hay tình huống việt vị. Tuy nhiên, theo yêu cầu thực tế tình huống, ông Hà tham khảo và khi có tình huống bóng vào lưới nhưng nghi ngờ cầu thủ ghi bàn mắc lỗi. Từ phòng VAR, các trọng tài thông báo qua bộ đàm cho trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Theo tư vấn từ FIFA, trọng tài chính là người duy nhất được giao tiếp với phòng VAR. Các trợ lý có quyền lắng nghe bất kể trao đổi nào từ phòng VAR nhưng được yêu cầu không hồi đáp.
ở các tình huống việt vị, trọng tài chính trực tiếp tham khảo hình ảnh từ màn hình nếu cảm thấy cần thiết. Trong ngày 14 tháng 6, sẽ có một trận đấu thực tế để các trọng tài tham gia vận hành VAR. Đây là bước quan trọng và quyết định đến việc VAR có được áp dụng tại V-League 2023 hay không.